Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, còn gọi là SCB, đã chấm dứt hoạt động 6 phòng giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 6 tháng 12. Các phòng giao dịch SCB đóng cửa gồm Nguyễn Thông, Bảy Hiền, Lũy Bán Bích, Hiệp Thành, An Hội, Thị Nghè. Cách đây một tháng, SCB cũng đóng cửa một số phòng giao dịch tại Đồng Nai, Đà Nẵng, Gia Lai, Long An. Trong khoảng 5 tháng trở lại đây, SCB đã thông báo đóng cửa hàng loạt phòng giao dịch ở các tỉnh thành trên cả nước. Quyền lợi của khách hàng tại các phòng giao dịch này sẽ được đảm bảo thực hiện tại các điểm còn lại của SCB. Sau khi cơ quan công an thực hiện bắt bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm vào tháng 10 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước công bố quyết định kiểm soát đặc biệt đối với SCB để ổn định hoạt động của ngân hàng này. Việc Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng. Ngân hàng Nhà nước khẳng định những khoản tiền gửi của người dân tại ngân hàng, trong đó có SCB, đều được nhà nước đảm bảo trong mọi trường hợp.